Suy niệm. Dạ, Tâm Phương mời cùng Tâm Phương hướng ba ngôi Tam Bảo để chúng ta cùng thỉnh. Nam mô ta wa tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmacarya lokadhipati sambhati ca tấn cha li ân thì quả răng ngã qua cha tha sang tỳ tha sát ta ba ra chánh ca cha tỳ ca đề xế tu thâm măng a lu khâm bi măng ba dâm sa tham ma bê rim na văn cha ca văn su tấn cha băng tâm măng à cô ta danh tô cha cha sẵn cha đăng đăng bà bố tha nê bà đi xa gia man trên e văm sa hâm ba ti pa ba ga tăng a ya cha tha tùng hi ba quê na tăng bút thu ca tăng ni na thi quá cha giang ta bút tha giam ba đê na mi ga na dâm ta tô ga tô ba cha quá gia đa vô nay dê a na ba dê si thăm ma tô ta tô ba phu ti thâm bút thô Anuna tham ma đề sa năng ma ga quá sa ni đề se si a ta năng a ta si tha khâm te na sa thu a yo pan te đề se tu tham ma đề sa năng sa ba di tha ba si sa ya anukham ba mi kha ta quen chúng sanh tất cả bốn hàng như sa sóng nước vinh quang luôn chờ trời lở mọc đang nhờ ánh sáng tổ hoa lòng đại tạng bụi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn một lòng kính thành Phật nhận thinh tỏ ý nhận lời từ bị thay đổi đời thuyết nhâm vườn long giá ngày thì chăng đang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn này tối mê cầu được đi vẹn toàn. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính dâng biết lại cho đại đức Huy Niệm, dạ con xin dâng biết cho đại đức ạ. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh cùng Sư Tôn Đức thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay.
Quý vị Phật tử, chúng ta có thể cho hoan hỷ cho sư biết ở bên đó quý vị có nghe rõ hay không? Dạ, rồi, xin cảm ơn. Cô Rạng Đông, cô Lạc Lê. Thưa quý vị, hôm nay đúng ra là cái buổi sinh hoạt của lớp học chúng ta là học về vi diệu pháp căn bản do Đại Đức Pháp Tính đặt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đang trong cái mùa dân y tắm mưa của Chư Tăng, cho nên Đại Đức Pháp Tính cũng có một chút bận rộn. Hơn nữa, chiều hôm nay Đại Đức phải đưa mẫu thân của vị ấy xuống thành phố Hồ Chí Minh để mà nghỉ ngơi trước một đêm, rồi sáng hôm sau quay trở lại phòng mạch để mà tái khám. Cho nên vì thế mà Đại Đức mới vừa điện thoại nhắn tin cho sư vào sinh hoạt ở trong lớp học với quý vị. Thưa quý vị, hồi nãy trong một cái thời gian cấp bách, sư mới không biết hôm nay sinh hoạt với quý vị, lớp học chúng ta sư sẽ cùng với quý vị nói về trình bày về cái vấn đề gì. Tuy nhiên, khi mà cầm vào cái tài liệu kho tàng pháp học thì lật ra cái pháp năm chi, sư nhìn thấy ở trong cái phần pháp năm chi cũng có một một phần rất là hay. Và suy nghĩ rằng những người Phật tử chúng ta nói riêng, và tất cả những người cũng không phải là Phật tử nói chung, chúng ta rất là quan tâm về cái vấn đề này. Thưa quý vị, đó chính là ở trong Patthi Samphida Mắc Gá Ách Thất Cà Tha, tức là chú giải về Vô Ngại Giải Đạo á, có trình bày đến năm cái tê chát, năm cái tê chát tức là năm cái uy lực, năm cái pháp, năm cái quyền năng mà có thể áp đảo được cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh nghĩ chuyện này thì quý vị suy nghĩ rằng phần lớn chúng ta cũng rất là quan tâm, bởi vì nói chung thông thường còn trong đời mình, còn trong luân hồi, cho nên chính vì vậy mà cái bản năng của mình là mình sợ khổ, mình sợ khổ lắm, mình sợ coi như là những cái trở ngại đến cho cuộc sống của mình lắm. Nhưng mà khi mà được dạy nói đến năm cái pháp mà khi mà mình thực hành á, làm á, thì một trong năm những cái pháp này hoặc là năm pháp này nó có cái khả năng áp chế được cái nghịch nghịch cảnh, thì cái chuyện này là cái chuyện coi như là chúng ta rất quan tâm. Rồi bây giờ thì chúng ta làm lễ Tam Bảo để bày tỏ cái lòng thành kính với ân đức Tam Bảo, sau đó chúng ta sẽ đi vào cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh năng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của Pháp Bảo có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức Tăng Bảo, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Rồi, thưa quý vị, ở trong chú giải của Patthi Samphida có đề cập đến năm pháp được gọi là năm cái tê chá, tức là năm cái uy lực. Mới tê chá cái chữ tức là năm cái pháp này nó có cái uy lực, nó có cái uy lực để mà nó áp chế được, nó áp chế được nghịch cảnh. Nghịch cảnh ở đây chúng ta nên hiểu là chung hết tất cả, chung hết tất cả cả bên ngoài nó đưa đến cho mình, kể cả trong nội tâm của mình. Nói chung là những cái gì mà nó là cái pháp trở ngại, những pháp trở ngại thì cái đó được gọi là năm cái nghịch pháp.
nghịch cảnh. Đầu tiên chúng ta có một cái pháp thứ nhất, đó là charana tề chá, quy lực của hạnh. Cái chữ charana tề chá này ở chữ n có cái dấu chấm nặng ở dưới, mà sư không biết đánh cho nên sư đánh nó thiếu vậy. Quy lực của hạnh. Cái pháp thứ hai đó chính là cái guna tề chá, học được pháp này nếu mốt quý vị ai mà có biết đó, thì mình áp dụng lúc mình đang uy lực của ân đức. Guna tề chá, cái chữ n cũng có dấu chấm nặng, nhưng mà sư phải nói với quý vị rõ, bởi vì tại sao cái từ Pali á, tôi quý vị nó chỉ khác có một chút thôi nhưng mà nó khác nghĩa hoàn toàn đó, cho nên nhiều khi đánh thiếu mà không có nói á. Hồi mốt và sư phụ tuệ siêu lên sư phụ tuệ siêu thấy vừa đi siêu la. Rồi thứ ba là Pan Nha Tề Chá. Pan Nha Tề Chá tức là quy lực của trí tuệ. Tư là mình có ở bên đó, quý vị có còn hay nghe nữa không? Punya tề chá, punya tề chá, punya tề chá tức là uy lực của phước, uy lực của phước bóng. Và thứ năm cuối cùng, Dhamma tề chá. Tề chá tức là uy lực của pháp. Ở đây muốn nói đến uy lực của thiện pháp, của chánh pháp đó thưa quý vị. Uy lực của pháp. Rồi, như vậy chúng ta đã biết về chi phần có năm cái uy lực. Thứ nhất là charana tề chá, thứ hai là guna tề chá, thứ ba là panya tề chá, thứ tư là punya tề chá, và cuối cùng là dhamma tề chá. Thì năm cái pháp này thưa quý vị, nó có cái công năng, cái uy lực, cái uy lực để mà cái có thể áp đảo được cái nghịch cảnh. Thứ nhất là charana tề chá. Charana tề chá tức là uy lực của hành, là muốn ám chỉ đến những cái sở hành, những cái sở hành về thiền, những cái sở hành về thiền. Ở đây đặc biệt nhất là muốn đề cập đến giới hạnh, giới hạnh. Thì cái sở hành về thiền đó thưa quý vị, nó có cái uy lực, nhất là giới, nó có cái uy lực cảnh. Thật ra thưa quý vị, điều này chúng ta cũng đôi khi mình cũng có thể thấy được ở trong, không phải là hoàn toàn không. Tức là đôi khi thưa quý vị, có những cái trường hợp á, những con người á, mà người ta sống hiền thiện quá, người ta sống hiền thiện quá, nhất là về giới hạnh, người ta sống hiền thiện quá, cho nên khi mà gặp những cái chướng ngại, những cái trở ngại, những cái khó khăn ở trong cuộc đời, thì những con người á, thưa quý vị, người ta nhìn thấy những cái sở hành thiện của con người đó, dù gặp những cái nghịch pháp nhưng mà vẫn giữ được cái lập trường chân chánh của chính mình, thì từ đó cũng làm cho những cái người khác người ta cảm thông, người ta cảm thông, và đôi khi có được cái sự trợ giúp để vượt qua khó khăn lúc đó.
Chuyện này thì chúng ta bắt gặp không có ít đâu, không ít đâu trong cái cuộc sống. Hơn nữa có một điều đặc biệt như thế này nữa, thưa quý vị. Cái đó là nói về cái ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại. Còn kể cả ở trong cái, nếu như mà trường hợp như chúng ta đang phải gánh chịu những cái hậu quả của nghiệp chi phối ở trong quá khứ, thưa quý vị, thì cái công hạnh của sở hành, của những cái của charana tề chá, thưa quý vị, nhất là về giới hạnh, nhất là về giới hạnh, nó có thể ngăn trừ, nó có cái quy lực đó, thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng nội á, cái vấn đề rất là đơn giản như thế này thôi, nó cũng làm cho chúng ta suy nghĩ xem có nên tin vào cái điều này hay không. Thông thường thì mình hay đi coi như là làm những cái chuyện coi như chẳng hạn như đi coi bói hay đi cúng kiến chỗ này chỗ kia, miếu mung đồ các kiểu để mà mình giải trừ những cái khó khăn ngay trong trước mắt. Nhưng mà trên thực tế, thưa quý vị, mình làm những cái chuyện đó đó, làm những chuyện đó nó nhiều khi nó không có tác dụng, nó không có tác dụng. Còn ngay trong những cái sở hành, ngay trong hiện tại á, về thiện pháp á, nó có cái công năng, nó có cái công năng nhất định. Xin nói ví dụ như là chỉ đơn giản là cái người mà người ta có cái sở hành thiện pháp là an trú vào giới, không làm những cái điều ác, không làm những cái điều tổn đến chúng sanh khác và gây những cái mất an vui đến cho người khác, thưa quý vị, thì nội bấy nhiêu đó thôi, nội những cái sở hành như vậy thôi, nó cũng ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại nó cũng làm cho cái đời sống của người đó ít có gặp rắc rối rồi, ít có gặp gặp rắc rối rồi. Chuyện này là đương nhiên thôi, thưa quý vị. Một người mà mình thường hay đi coi như là kiếm chuyện, làm tổn thương đến thân thể chúng sanh khác hay là như thế này thế kia, thì lúc bây giờ chúng ta mới có chuyện, đúng rồi, mới xảy ra chuyện. Hoặc là mình đi lấy của không cho của người khác, mình dòm ngó vào tài sản của người khác rồi như thế này như thế nào, thì lúc bây giờ nó mới có chuyện thôi. Mình không có cái tính đó, mình giữ cái giới hạnh đó, thì nó sẽ không có những cái rắc rối từ cái việc mà dòm ngó của cải của người khác nó xảy ra. Và tương tự như vậy, thưa quý vị, kể cả pháp mà tà dâm nữa, nhìn ngó vợ người chồng người thì nó mới có chuyện, thì mới có chuyện. Rồi nói xạo, nói dối, nói đâm thập vân vân, uống rượu và các chất say, thì những cái sở hành đó mà một người mà người ta gìn giữ được đó, thưa quý vị, thì ngay trong hiện tại mình có thể thấy được cái uy lực thiết thực của nó, là người đó cái đời sống ít xảy ra chuyện lắm, ít xảy ra chuyện lắm. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta làm những cái ác hạnh như là mình xâm hại đến người khác và sinh mạng của người khác, mình lấy của mình cho, mình gian díu đến những người mà không nên, rồi mình cái lời nói của mình thì nó không đáng tin cậy, nói thì khó nghe, ưa gây cái sự phiền lòng đến người khác, rồi mình sử dụng những cái chất mà nó làm cho đầu óc của mình không có tỉnh táo, rồi xong mình làm những chuyện tầm bậy tầm bạ, thì lúc bây giờ chúng ta mới bị những cái rắc rối xảy ra từ những việc đó mà thôi. Cho nên chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng cho thấy được cái uy lực của charana tề chá rồi, charana tề chá rồi, huống hồ gì nói đến những cái mặt ngầm của pháp này. Bởi vì quý vị biết, sư thì sư không giải thích cho làm thế nào để cho người khác thấy được một cách rõ ràng, nhưng mà đối với sư, sư có cái niềm tin cũng như về cái qua cái sự tư duy học tập và những gì mà mình đã từng quan sát thấy cuộc sống của quý vị, kể cả ở chính cái cuộc đời của mình, thì sư có cái nhận xét như thế này. Thật ra thưa quý vị, ở trong cái tập thể sống của luân hồi đó, tất cả chúng sanh đó, nó không có cái tôi hay cái ta nào hết, mà nó chỉ là cái sự diễn hoạt của những cái nguồn năng lượng thuộc về thiện pháp hoặc là bất thiện pháp mà thôi. Cho nên chính vì vậy mà khi mà
mình sống trong nhiều cái mình sống trong cuộc đời này á, thì luôn luôn nó có một cái sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa thiện pháp và bất thiện pháp của chính mình tạo ra và của người khác tạo. Nó có sự tương tác. Cho nên chính vì thế mà khi mà một người á, người ta có được cái nguồn năng lượng của Charanat Techa nhiều á, thưa quý vị, cái sở hành á, sở hành về thiện pháp nhiều thì ít nhiều, ít nhiều nó cũng làm, nó có cái uy lực, nó có một cái sức mạnh nhất định để làm ảnh hưởng đến, tương tác đến những cái đối tượng xung quanh. Và từ đó tự nhiên nó có thể làm thay đổi được một số những cái chuyện mà mình đang gặp phải những trở ngại. Đang gặp phải trở ngại. Chẳng sư nói đơn giản như thế này. Như đối với một người, thưa quý vị, khi mà một người người ta đang đang có oan trái với chính mình, người ta đang buộc oan trái với chính mình, và từ đó do bởi người ta có quyền lực, người ta có quyền lực vì một nguyên nhân nào đó, vì một nguyên nhân khách quan nào đó, và chúng sanh đó là chúng sanh có quyền lực và người ta có khả năng để mà gây những cái tổn hại đến mình nếu mà người ta buộc oan trái. Nhưng mà khi do bởi người ta tiếp xúc với bản thân mình mà mình có những cái sở hành thánh thiện, nhất là về giới hạnh mình an trú thường xuyên và nhiều quá, từ điều đó nó cũng làm thay đổi tâm tư của con người, có thể là như vậy. Và thậm chí là người ta quan sát á, những cái sở hành của mình á, người ta có thể người ta thay đổi với những cái ý nghĩ trước đây mà của người ta buộc oan trái với chính mình, nó có thể làm thay đổi được, thật sự là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng kể cả ở trong cái bài kinh Pháp Cú mà chúng ta từng gặp Đức Phật, Ngài cũng nói là hận thù mà diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, thật sự là như vậy, thưa quý vị. Nếu như mà chúng ta không có đối với những sở hành về Charanat Techa, mình thấy người khác người ta buộc ăn trái mình thì mình cũng kiểu giống như là ăn miếng trả miếng, ăn miếng cho miếng, thì như vậy cứ qua lại lúc thì mình có địa vị, có năng lực hơn, có khả năng hơn thì mình hại được người ta. Nhưng mà lúc mình nên nhớ rằng những lúc mình không có, trong những kiếp mà mình không có năng lực người ta hơn thì lúc bây giờ người ta sẽ hại lại mình. Nhưng mà ngược lại, khi mà một người người ta an trú được vào cái sở hành về về thiện pháp, thưa quý vị, nhất là về giới, người ta không có, dù như thế nào đối với những kẻ mà người ta ghét mình hay như thế nào thì mình không có làm tổn hại đến người khác, điều đó nó có thể làm thay đổi cái tâm tư của đối tượng. Rồi, đây là cái pháp thứ nhất, nó là uy lực của hạnh. Mình muốn muốn cái đời sống của mình á, muốn đời sống của mình á, khi mà gặp những cái chuyện nghịch cảnh á, mà có thể giải trừ được, thì thứ nhất là mình ở trong Patisamphira Tathagata này dạy là cái pháp thứ nhất là người đó nên nên có được cái Charanat Techa, cái uy lực của thiện hạnh, nhất là năng lực của giới hạnh. Mình dùng cái điểm tựa cái năng lực để mà thoát nghịch cảnh cho chính mình. Rồi, quý vị biết không, có những cái bài kinh nói về bổn sanh Đức Bồ Tát á, ngài trong những có những kiếp á, ngài ngài cùng với cái những đoàn thương buôn, ngài an trú vào trong năm giới á, thưa quý vị, an trú vào trong năm giới, lúc bây giờ thoát được nghịch cảnh kinh khủng như vậy này. Rồi thứ hai, cái điều là uy lực của đức Guna Techa. Đức ở đây là muốn ám chỉ đến những pháp có ân đức, chẳng hạn như là ân đức Phật, ân đức pháp và ân đức tăng, và ân đức của cha và mẹ, ân đức của cha và mẹ. Thì thưa quý vị, những pháp này là những pháp có uy lực rất là lớn, có thể nhiếp phục được nghịch cảnh. Cho nên quý vị thấy không, Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn ngài 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 cái trường hợp, có những cái trường hợp mà ngài đi đâu á thì những cái chướng ngại, những cái nghịch cảnh nó
bèn hóa giải ngay lập tức, bèn hóa giải ngay lập tức. Và thậm chí thưa quý vị, một người á, một một người, một người mà khi đã có lòng tin, luôn có cái sự niệm tưởng về ân đức Phật, ân pháp và ân đức tăng, và sống sống có sự như là sống, tức là sống có hiếu, sống có hiếu với cha với mẹ, thưa quý vị, phải nói rằng những người này á, người ta có cái sự phát triển bằng cái lòng tin đối với việc an trú, đối với những ân đức thì nó cũng có những uy lực nhất định. Chẳng hạn như quý vị biết đứa bé mà xoa đi qua nhìn thấy, khi mà vị đứa bé đó an trú vào trong cái ân đức Phật pháp Nam Mô Tát Sát Phật Quá Tô, thưa quý vị, thì lúc bây giờ đâu có hại được đứa bé đâu, không hại được đứa bé đó, không có hại được. Cho nên chính vì thế mà chúng ta cũng có thể an trú, chúng ta cũng có thể thường xuyên niệm tưởng an trú vào những cái ân đức to lớn, và nhờ cái sự tịnh tính, cái sự tịnh tính, cái tâm trong sạch đối với những pháp có ân đức như vậy á, thì nó cũng có uy lực giải trừ những nghịch pháp. Quý vị biết không? Thật ra sư biết được có một hai cái trường hợp mà chính bản thân sư chứng kiến, chính bản thân sư chứng kiến và cũng rất là ái mộ đối với vị đó. Sư có một cái vị sư huynh, ổng sống đó, thưa quý vị, ổng có một cái hoàn cảnh như thế này. Cha mẹ thì bị bệnh nặng, nhưng mà bản thân ổng thì đi xuất gia rồi, cho nên ở trong gia đình đó, những người anh những em á, thì sống không có cái trách nhiệm, không có cái pháp là phụng dưỡng mẹ cha. Chính vì thế cứ bỏ bê á, đến một lúc nào đó ổng cũng gặp phải cái trở ngại, tức là bởi vì cái đời sống xuất gia, thưa quý vị, nó không có thuận lợi cho việc mà mình thực hiện những cái nghĩa vụ thiết thực đối với ân đức để mà trả hiếu cho cái ân đức của cha của mẹ nhiều. Bởi vì quả thật là xuất gia là mình cũng đã trả hiếu rồi, nhưng mà đôi khi thưa quý vị, nó có những cái pháp mà ở trong thế gian mình cần phải thiết thực một chút. Chẳng hạn như lúc bệnh á, thì lúc bây giờ cũng làm cho vị ấy cũng có cái khó khăn, thì thưa quý vị, vì đó cũng không màng đến, và cuối cùng phải dẫn cha mẹ ở ngoài quê nhà đi vào xây một cái cốc ở gần kế bên cái cốc mà vị ấy ở, rồi phụng dưỡng mướn người lo phục dịch và đi đưa tới lui chữa bệnh. Nói chung là sư chứng kiến vị đó sống đúng là làm chuyện khó làm. Bởi vì ở cương vị của một người đời thì chúng ta dễ lắm, nhưng mà đối với một nhà sư, thưa quý vị, thì nó rất là khó khăn. Nó rất là khó khăn trong cái việc mà mình phải phụng dưỡng cha mẹ bằng những cái hành động thiết thực như ở ngoài đời. Nhưng mà vị đó làm thu xếp làm rất là tốt. Và bà cụ cũng bệnh kéo dài trong một khoảng thời gian rất là dài. Bệnh nặng lắm quý vị, bệnh nặng mà kéo dài trong khoảng thời gian rất là dài. Đâu hình như cũng cả chục năm hơn rồi mới ra đi đó. Và vị ấy phải phụng dưỡng như vậy. Quý vị biết không, đời sống của một vị tỳ kheo thì lợi lộc phát sanh nó cũng có giới hạn thôi, chứ nó không phải coi như là dư giả như là mình đi bươn chải, mình làm ở ngoài mình có nhiều tích lũy tài sản. Cho nên về cái việc mà chữa trị bệnh hoạn này kia, đôi khi cũng gặp những cái trở ngại khó khăn. Nhưng mà có một cái hay, sư ở cũng thời gian cho nên sư quan sát sư biết ổng đúng là ổng có phước thật. Cứ tới cái thời kỳ mà phải khám bệnh mà hết tiền á, hết tiền cho bà đi khám, tự nhiên sát ngày là có người làm phước. Không biết tự nhiên ở đâu, thưa quý vị, có người ta làm phước, người ta đổ dồn về mà làm phước cái số tiền coi như là nó dư giả để chữa bệnh luôn á. Cứ mấy lần nào cũng vậy đó. Hay như vậy đó. Rồi cứ như thế thời gian dần trôi qua, đến lúc bà cụ cũng ra đi. Và cái vị này nè, thưa quý vị, vị này có sư chứng kiến, sư thấy có được những cái loại phước rất là đặc biệt, mà sư nghĩ rằng đó nó cũng do cái nền tảng của cái ân đức mà vị đó hướng đến cha mẹ mà có hiếu sống vậy, nó hộ trì cho vị ấy. Sư để ý thấy một vài những cái tình huống vị đó đang gặp khó khăn, nhưng mà phải nói rằng
tự nhiên nó có một cái pháp gì đó, nó không nhất thiết phải là những người thân, những người ruột thịt ở trong gia đình mình, nhưng mà tự nhiên nó có những cái đối tượng nào đó tự nhiên phát tâm đối với vị ấy ngay trong những thời điểm mà vị ấy khó khăn. Nó đọc vậy thưa quý vị, và nhiều lần như vậy chứ không phải là một hai lần mà sư nói. Cho nên từ đó sư thấy được điều đó, sư thấy được điều đó. Và quả thực mà nói, nếu xét theo, chúng ta nên nhớ như thế này nè, kể cả Đức Thế Tôn ngài cũng nói đến vấn đề ân đức của cha mẹ chứ không phải là không. Bởi vì quý vị nên nhìn vào trong năm cái loại nghiệp thuộc về nghiệp vô gián thì chúng ta sẽ thấy ngay năm cái loại nghiệp vô gián là muốn ám chỉ đến năm cái ân đức của năm cái đối tượng mà nếu như mà mình bất kính, mình chạm phải thì nó sẽ có cái kết quả rất là khốc liệt. Nhưng mà ngược lại cũng chính năm đối tượng đó, cũng chính năm đối tượng đó, nếu mà mình có tịnh tính, mình có tâm trong sạch, mình hướng tâm về, thì lúc bây giờ ngược lại nó cũng sẽ có cái năng lực hộ trì rất là lớn, rất là lớn đó quý vị đó. Cho nên chính vì thế mà nó có mặt này nhưng mà nó cũng có mặt khác, cũng có mặt khác. Một người á, mà người ta khi mà đã có lòng tin đối với Phật, đối với ân đức của Pháp Bảo, đối với ân đức của Tăng á, thì đối quý vị vì đó có cái phước thù thắng lắm. Chứ kể cho quý vị thêm một cái câu chuyện này, thì không có nói tên mất công, coi như là sau này những người đó người ta nói sao sư lôi chuyện riêng tư của con ra sư nói. Nhưng mà nói tên, nhưng mà sư kể về cái sự việc thôi. Bởi vì thật ra cái tên nó cũng chả quan trọng, cái tên nó cũng chẳng có quan trọng thưa quý vị. Chủ yếu ở đây là học về pháp, pháp mà người đó có. Thì sư biết được một cô Phật tử, sư biết được một cô Phật tử, cổ rất là có cái lòng tịnh tính đối với Phật. Bằng chứng là cổ cái sự thờ phượng, cái sự thờ phượng và cũng như cái sự niệm tưởng về ân đức Phật của cổ rất là mạnh mẽ và thường xuyên. Và hơn nữa trong cái việc mà cổ duy trì để mà cúng dường cũng như tạo phước đến chư tỳ kheo tăng đó, đó quý vị, thì phải nói rằng cổ giữ được cái tâm coi như là hướng đến ân đức tăng thật sự. Cái điều này không phải là dễ làm đâu nha thưa quý vị, điều này chúng ta không phải dễ làm đâu. Kể cả cái hướng đến cái Bút Tháp Cú Ná, tức là cái ân đức Phật, đôi khi ta cũng bị làm nó không có đúng. Mình giống như là mình thờ phượng, mình bày tỏ cái lòng thành kính theo như cái sự đổi chác của mình, chứ mình không có thật sự là niệm tưởng bày tỏ cái sự tôn kính bởi vì ngài có những ân đức. Chúng ta không có đơn thuần nghĩ đến điều đó, mà chúng ta hay nghĩ đến cái gì đó nó có một giống như một cái sự giao dịch, thì thưa quý vị đó là một sự ô nhiễm, đó là một sự ô nhiễm. Về việc mà ân đức tăng cũng vậy nữa, ân đức tăng đó chúng ta thường hay bị chi phối bởi nặng nhẹ, thích vị này, ái mộ vị này, và người khác thì mình, vị khác thì mình không có ái mộ bằng chẳng hạn, vân vân. Thì đây nó cũng là một cái trở ngại thưa quý vị, nó không có phát huy được cái uy lực của ân đức tăng. Khi nào mà chúng ta đạt đến được cái sự thành tựu mà chúng ta nhìn các vị tỳ khưu, kể cả các vị sa di đều có cái lòng tôn kính, bằng cái sự thật sự ở bên trong lòng của mình luôn á, chứ đừng có nói là cái vẻ bên ngoài không thôi, gạo thì như vậy cũng chưa, kể cả nó phát ra từ bên trong ra cả bên cái hình thức bên ngoài, khi mà chúng ta đảnh lễ, khi mà chúng ta cúng dường nữa thưa quý vị, thì cái sự đồng bộ đó quả thật đúng bây giờ là vị đó hướng đến ân đức tăng, không có sự phân biệt. Ân đức tăng bảo chuyện này khó làm lắm á, không dễ làm đâu. Sư nói thật với quý vị, nếu mà dễ làm thì phải nói rằng chúng ta ai cũng là người có phước như nhau hết. Nhưng mà khi mà những người mà người ta làm đúng theo cái pháp đó,
thì quả thật nó có cái quy luật. Phần lớn đa số chúng ta làm thì nó không có nhiều quy luật, là do bởi nó có vấn đề trong đó, có vấn đề thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà cái việc mà an trú vào trong cái ân đức đó, thưa quý vị, ân đức đó, nó có cái uy lực, cái uy lực nó có uy lực. Rồi đó là pháp thứ hai. Khi mà mình niệm tưởng thường xuyên á, mình niệm tưởng thường xuyên ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng á, thì lúc mà nó trở thành một cái thói quen á, thưa quý vị, nhiều ngày tháng khi mà phát sanh ra một số những cái trở ngại, nó không có xảy ra được đến đối với mình. Cái điều thứ ba đó là paññā tê ca, uy lực ý, uy lực ý. Điều này chúng ta thấy rằng nó cũng rất là rõ ràng rồi. Nếu quý vị biết tại sao, trong khi những người mà người ta đang bối rối, người ta gặp khó khăn mà không biết tìm được cái phương pháp giải thoát đó, thì để mà thoát đó là do mình không có trí tuệ. Chuyện này nó rất là thực tế mà thôi, nó rất là thực tế mà thôi. Cho nên những người mà người ta có được cái quy lực của trí tuệ, thưa quý vị, người ta có thể thấy ra được những cái trở ngại và thấy ra được những cái điểm thuận lợi để người ta thay đổi thoát ra khỏi được những nghịch cảnh. Chứ khi mà chúng ta không có trí tuệ thì nó cũng mệt đó. Mình không biết đường mà mình mò. Quý vị biết ở trong trong kinh á, nói đến cái trí tuệ nó cũng giống như cái cặp mắt của một người, trong khi những cái pháp khác như là những cái thiện pháp về giới hạnh chẳng hạn, nó giống như thân, phần thân với hai cái chân. Nhưng mà nếu như mà mình không có đôi mắt sáng thì quý vị, thì chúng ta đi cũng không có đến nơi nhanh được, mà mình cũng chả biết được cái chỗ nào có lỗ hay không lỗ để mình né chỗ đó. Cho nên cái uy lực của trí tuệ thì quý vị phải nói rằng nó rất là có nhiều tác dụng. Những người mà người ta gặp những cái hoàn cảnh bế tắc ấy, mà nếu như mà họ có trí thì họ biết cách có thể tự giải quyết được vấn đề. Chuyện này khỏi phải nói nhiều, chúng ta thấy cũng có rất là nhiều. Đó là pháp thứ ba, quy lực của trí tuệ. Mà để có được cái pháp này thưa quý vị, đòi hỏi mình phải tu tập. Mình phải tu tập làm sao mà cho nó có chánh kiến nhiều. Phải có chánh kiến nhiều. Tu tập làm sao để cho có chánh kiến nhiều. Chứ còn nếu như mà cái khả năng để đào luyện làm tăng trưởng trí tuệ cũng ít á, mình cứ toàn là đi tạo những cái pháp mà nó làm cho vô minh dày thêm, rồi tà kiến thì nó đậm đặc, tin vô ba cái chuyện bậy bạ, những cái chuyện mà đúng theo chân lý mình không có chịu tin tưởng, không có chịu luyện tập, thì cứ đắp mấy cái thứ đó vô thì mình trở thành ngu người, thưa quý vị, ngu người, không có thấy được những cái gì nên làm và những gì không nên làm, thì làm sao giải quyết được những khó khăn, thưa quý vị. Chuyện này chuyện đương nhiên. Quý vị biết Đức Bồ Tát của mình á, tu theo hạnh trí tuệ. Ngài trong quá khứ, Ngài Bồ Tát á, Ngài là bậc đại trí không? Trong những cái trường hợp mà người khác không biết tới thỉnh giáo Ngài là Ngài chỉ từ đầu tới cuối, và nguyên nhân tại sao? Tức là do trí tuệ thôi. Có khả năng soi sáng, thấy ra được những cái trở ngại khúc mắc và chỉ cho người ta được thoát, con đường thoát. Nên mình có trí tuệ á, là một cái lợi thế rất là có uy lực. Rất có uy lực thưa quý vị. Rồi. Đó là paññā tê ca. Điều thứ tư đó chính là puññā tê ca. Puññā tê ca tức là uy lực của phước báu. Phước báu ở đây muốn ám chỉ đến những cái thiện sự công đức của mình tạo và tích lũy ở trong luân hồi. Đây là một cái pháp mà nó có uy lực đưa đến cái sự thành tựu, được cái kết quả an vui.
À, mà khi pháp thiện nó đang trổ quả thì dĩ nhiên nó đẩy lùi pháp bất thiện, đúng không? Ở trong những cái công việc của nghiệp á, thì nó có một cái gọi là chướng nghiệp. Chướng nghiệp, một thiện pháp có cản trở cái nghịch pháp, đó chính là quả bất thiện đang trổ sanh. Ừ. Đó. Cho nên chính vì thế mà cái người á, mà có nền tảng nhiều phước á, thưa quý vị, đó, người đó ít có gặp những cái chuyện rắc rối trong cuộc đời, bởi vì vốn người ta có phước mà. Hơn nữa, kể cả mình mà muốn hại cái con người đó đó, mình muốn hại cái con người đó chắc cũng khó lắm, thưa quý vị. À, cũng rất là khó, bởi vì người đó đang có phước hộ trì, đang có phước hộ trì. Cái người mà đang có phước nhiều á, thưa quý vị, không ai rớ vô được, không ai rớ vô được, bởi vì cái năng lực của phước đó, thưa quý vị, nó rất là, cái uy lực của pháp đó phải nói là ở trong pháp hữu vi là đệ nhất. Khi mà cái năng lực của sự thành tựu, cái quả phước nó đang duy trì, nó đang có cái năng lực của nó đó, thì không có cái gì có thể xen vào được. Bằng chứng là trong kinh My Tiên cũng có đoạn, ngài My Tiên ngài cũng trả lời cho Đức Vua. Đức Vua hỏi là đối pháp thần thông đó, nó thuộc về là năng lực của pháp, năng lực của pháp, của là pháp của bậc căn đó, pháp thần thông đó. Tuy nhiên, nếu mà đem so với cái sức mạnh, cái năng lực của nhân quả nghiệp báo, thì cái nào nó có uy lực hơn? Lúc bây giờ ngài Nagasena, ngài không ngần ngại, ngài trả lời là cái uy lực của nhân quả nó vẫn mạnh hơn pháp thần thông. Cho nên chính vì thế mà có những cái trường hợp đó, thưa quý vị, mà khi mà chúng ta đã bị những cái ác quả nó đưa đến cái sự chín mùi, cái sự thuần thục cho quả của nó, thì lúc bây giờ thưa quý vị không ai cứu được, không ai cứu được. Như trường hợp của ngài Mục Kiền Liên đó, thưa quý vị, ngài Mục Kiền Liên ngài dư sức coi như là thoát thân bằng thần thông, 500 tên cướp là phàm phu mà làm gì được ngài. Ngài kể cả rồng chúa Nanda Bát Đanh Đá ngài còn nhiếp phục được bằng thần thông, nên cướp bóc thì làm gì. Nhưng mà chúng ta thấy được tại sao trong cái trường hợp đó ngài không thể nào ngài thoát được, bởi vì lúc bây giờ nó thuộc về cái năng lực, là cái phạm vi sức mạnh của nhân quả đã thành thục chín muồi, nó đến thời kỳ cho quả rồi, lúc đó không có chạy đâu được đó. Cho nên chính vì thế mà cái punya tê chá, thưa quý vị, punya tê chá tức là cái uy lực, cái sức mạnh của phước báu, thưa quý vị, nó rất là kinh khủng, nó rất là kinh khủng. Khi mà một người đang có được cái nhiều, có nhiều cái phước báu, thưa quý vị, thì cái cơ may được trải qua êm xuôi êm ấm, ít gặp những cái trở ngại khó khăn trong vòng luân hồi rất là cao, rất là cao, rất là nhiều. Thậm chí đó, nó có những cái trường hợp, thưa quý vị, người mà người ta do người ta có nhiều phước quá đó, khi mà gặp khó khăn người ta chỉ cần phát nguyện thôi, người ta chú tâm, người ta nhiếp tâm, người ta tưởng nhớ, người ta phát nguyện đến những cái phước nào đó tôi đã từng tạo như thế này thế kia, thưa quý vị, đó, do cái năng lực đó hãy mong cho tôi được như thế này như thế kia, thoát khỏi như này, thưa quý vị, nó đạt được cái sự thành tựu. À, có những trường hợp như vậy, đó là do người ta có tích trữ nhiều cái punya tê chá quá, punya tê chá quá. Rồi đây, pháp thứ tư, sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Mình không có punya tê chá, thưa quý vị, mình cũng kẹt lắm. Đồng ý là mình vẫn có thể mình sử dụng những cái uy lực còn lại ở trên, nhưng mà phải nói rằng cái nền tảng của punya tê chá, thưa quý vị, nó chi phối rất là lớn ở trong cái vòng sanh tử luân hồi của mình. Bởi vì phàm phu của mình đó, thưa quý vị, mình còn sanh tử luân hồi thì tất cả những gì mà xảy ra trong cuộc đời mình phần nhiều nó đều dựa vào trong cái lý nghiệp báo hết, nghiệp báo hết, phần lớn là vậy. Tuy nhiên nói như vậy không phải là chỉ có một mình lý nghiệp báo là chi phối tất cả, bởi vì chúng ta nhớ rằng trong 24 duyên hệ đó, trong 24 duyên hệ thì
thì Câm Má Bí Ba Cô nó chỉ là một phần ở trong 24 duyên mà thôi, nó chỉ là một phần ở trong 24 duyên mà thôi, còn lại nó còn có những cái pháp khác à, để mà dẫn đến tác động, có thể làm thay đổi, dẫn đến sự thành tựu. Cho nên chúng ta phải nên hiểu như vậy. Nhưng mà phần nhiều khi mà trong quá trình mình sanh tử á, thì phải nói rằng nhân quả nó chi phối rất là chủ yếu, rất là chủ yếu. Cho nên mình ít phước đó thưa quý vị, mình ít phước cũng sống kẹt lắm, mình ít phước là cũng kẹt lắm. Đôi khi có những cái trường hợp á, mình được trợ giúp, mình được người khác người ta thương tưởng, người ta trợ giúp, nhưng mà vốn bản thân của mình không có cái loại phước đó đó, thì nó cũng không dẫn đến thành tựu, nó kẹt như vậy đó quý vị. À rồi, sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Ở trong cái cuộc sống của sư sư có một cái người cư sĩ, anh này thì sư nói nhiều về ảnh lắm, bởi vì ảnh đến coi như là ảnh báo sư coi như là cũng mấy năm trời tư vấn cho ảnh chứ, cho nên đủ thứ chuyện. Anh đó có một cái gia đình, anh đó vốn lúc trước nó không phải là cư sĩ Phật giáo, chẳng qua chỉ là thờ ông thờ bà rồi đi chỗ này chỗ kia rồi lung tung lung tang, thẩm do dân làm ăn mở kinh doanh mà thưa quý vị, cho nên cũng dính líu đến bùa ngải ấy rồi ở đâu theo mấy anh mấy chị gì đó. Thì anh vô tình anh bị coi như là một cái chứng bệnh không biết làm sao đó, và về cái tinh thần của ảnh nó rất là bất an, nó giống như có người dựa vô, lúc thì là bản thân ảnh, lúc thì người khác, nói chung khùng khùng điên điên, khùng khùng điên điên. Rồi cộng thêm cái thời gian mà ảnh làm ăn đó thưa quý vị, khùng điên rồi mà, khùng điên, nói chung hơi không có được tỉnh táo. Cộng thêm thời gian mình làm ăn do mình không có suy đoán đúng về cái những gì ngay trong hiện tại á, về công việc làm ăn của ảnh thì nó cũng bị trục trặc, dẫn đến coi như là phá sản luôn, phá sản, vừa bị bệnh về tâm, rồi vợ rồi có con nữa, hai đứa con, vừa coi như là phá sản, thì bây giờ nó ở trong cái tình trạng rất là bế tắc, phá sản bán nhà, rồi lại mắc nợ, thưa quý vị, mắc nợ mấy trăm triệu, mắc nợ mà người ta tính theo lời á. Bây giờ tiền ăn mình không biết sống qua ngày như thế nào, thậm chí nhà cửa giờ bán rồi, giờ mình phải đi ở mướn đó, cho nên nó đủ đủ thứ khó khăn trở ngại nó ập tứ phía vô con người anh. Lúc bây giờ không biết sao, cái lần đó có người mang ảnh vô trong trong chùa của sư, cái lúc mà làm ăn ăn nên làm ra làm ông chủ đi xe hơi, không thấy mang cô tới lúc coi như là cùng đi, rồi xong rồi bắt đầu là thiếu nợ, rồi bắt đầu là mới mang vô trong đó, lúc mà đang huy hoàng ấy, thì mang đi chỗ nào. Sư người đó sư hay ghẹo ảnh vậy đó, sư ghẹo ghẹo vui để cho tâm tư ảnh thoải mái thôi, chứ cũng không có ác ý gì. Thì thưa quý vị, mới đầu á, mới đầu á thì phải giải quyết thứ nhất là cái căn bệnh về tâm cho ảnh trước. Quý vị biết không, thật ra rồi phải nói rằng á, tâm yếu á, thưa quý vị, tâm yếu mà bị người khác mà bùa ngải gì dính dáng ba đó, nó bị dựa lùm lá quý vị ơi, khùng khùng man man. Thì có một khoảng thời gian mới bảo ảnh là thôi bây giờ đừng về nhà nữa, giờ sư cho anh ở chùa, cho anh ở chùa luôn, anh ở chùa một thời gian đi, rồi anh cứ làm theo những cái phương pháp coi như là sinh hoạt ở trong chùa rồi mấy sư chỉ cho anh. Chẳng hạn như mình lên mình thức dậy sớm cùng với mấy sư, mình không biết tụng kinh thì mình ngồi nghe mấy sư tụng kinh, và mình coi như là luôn giữ tâm thoải mái nhẹ nhàng, quan sát, đừng có để cho nó suy nghĩ mông lung như thế này như thế kia đó, chỉ ảnh hết, chỉ ảnh hết cái tất cả những phương pháp cả bên ngoài lẫn bên trong. Rồi thậm chí tối 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 thầy sư cho anh ngủ chung, bởi vì để trợ giúp cho ảnh mà, tới khuya lên cơn quý vị, tới khuya khùng khùng điên điên lên cơn giống như có ai nhập.
lúc bây giờ phải trợ giúp cho ảnh một khoảng thời gian. Thì thưa quý vị, quả thực mà nói, khi mà ảnh ở trong chùa thì nó không có bị nhiều. À, đến khi mà ở được 5, 7 ngày, 10 ngày, lúc bây giờ ảnh mới đòi về nhà đó. Ảnh đòi về nhà bởi vì lo công việc, bây giờ đang bị nợ dí lùm la. Về nhà lại bị nhiều. À, về nhà lại bị, nhưng mà ở chùa lại không bị. Chẳng hạn như về nhà lên cơn 20 lần, thì ở chùa lên cơn chừng 5, 7 lần. Đó, thì mới nói ảnh thôi bây giờ anh cứ quay về nhà như vậy. Bây giờ dẹp hết chuyện ngoài đi, bây giờ mình lo cho cái thân mình trước đi rồi bắt đầu mình sẽ tính tiếp. À, xong mới để nó ở chùa. Cứ như vậy làm tới làm lui nhiều lần, đến khoảng thời gian hết bệnh. À, hết bệnh. Hiện giờ là bình thường rồi. Hiện giờ là bình bình lâu rồi, không có còn bệnh, tâm không có khùng khùng điên điên. Rồi mới giúp cho ảnh bằng cái cách, chỉ cho ảnh bằng cái cách là bây giờ anh đang bị cái quả, quả của ác nghiệp. À, nó trổ quả. Cho nên bây giờ ở trước mắt là phải khắc phục cái thời gian ngay trong hiện tại, lo đi vô chùa làm công đó, rồi có khả năng như thế nào thì mình tạo phước cúng dường, tạo phước cúng dường đến đến Phật Pháp Tăng. Rồi xong rồi bắt đầu là cái đời sống của mình đó, thì mình sống coi như là giữ giới nè, mỗi nửa tháng nè bát quan trai vân vân. Nói chung là chỉ ảnh đủ thứ các kiểu để mà áp trừ cái cục coi như là chướng ngại ngay hiện tại cho anh. Thì thưa quý vị, phải nói rằng qua một thời gian tự nhiên nó nhả ra. Đời sống của anh bắt đầu nó xoay chuyển, nhưng mà nó không có xoay chuyển liền. Anh cũng tham lắm, anh cứ vô anh hỏi, nó hỏi ủa sao sư sao nó cứ ấy nữa. Nó anh đừng có đòi hỏi nhiều nha, cái nghiệp của anh bây giờ biết giờ cái nghiệp anh quá khứ anh tạo như thế nào, mà bây giờ mới có tu tập làm thiện được mấy xíu rồi bắt đầu đòi hỏi coi như là phải để thay đổi nhiều, cái gì cũng phải từ từ chứ. Đó, sư có nói với ảnh vậy, nói cứ kiên nhẫn, cứ làm theo cái phương pháp, cứ làm theo phương pháp, từ từ, quả thực nó có sự xoay chuyển thôi quý vị. À, sư để ý, sư quan sát nó có sự xoay chuyển, và bây giờ thì ok rồi. Bây giờ thì rất là ok rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng á, khi mà mình thiếu phước đó, quý vị, mình thiếu phước á, phải nói cũng kẹt đó. À, mình được trợ giúp ngay những cái ngay trong hiện tại á, nó cũng khó mà vượt qua, khó mà vượt qua. Tuy nhiên vẫn có thể vượt qua được bằng những cái cách thức khác, bởi vì chúng ta nên nhớ có đến 5 cái uy lực lận. Ngay trong hiện tại mình có thể dùng cái Charana Guna được, rồi xong rồi mình hướng đến niệm tưởng ân Đức Phật Pháp Tăng vân vân, vẫn có thể. Nói chung là mình dùng cái đó để mà hỗ trợ. Còn trên thực tế cái phước của mình trong luân hồi mình ít đó, thưa quý vị, nó cũng mạnh đó. Cho nên cái pháp thứ tư đó chính là uy lực của phước. Uy lực của phước, mình tạo chữ nhiều càng nhiều, bao nhiêu càng nhiều bao nhiêu, thì trong cái đời sống mà mình còn luân hồi nó càng khỏe bấy nhiêu. Càng khỏe bấy nhiêu mình càng dễ thoát cái nghịch cảnh lắm. Rồi cái pháp cuối cùng đó là cái thâm mắt, thâm mắt thì chắc tức là muốn ám chỉ đến những cái uy lực của chánh pháp. Chẳng hạn như nói là cái uy lực của từ tâm á, thưa quý vị, nó có uy lực rất là lớn. Như trong kinh chúng ta thấy là năng lực của từ tâm mà an trú mà có thể làm cho mũi tên quay ngược trở lại luôn mà, vậy thấy chưa. Hoặc là uy lực của pháp chân thật. À, cái pháp chân thật, khi mà người ta làm với cái lòng thành tín, người ta phát nguyện cái lời chân ngôn đó, nó có những điều xảy ra y như là thần thông luôn vậy đó. Chẳng hạn như nước chảy ngược vân vân. À, nó kinh khủng như vậy đó. Rồi uy lực của những thiện pháp, nói chung pháp thiện nào nó cũng có cái uy lực của nó đó. Uy lực của tâm từ bi cũng có. Chẳng hạn như trong những trường hợp mà chúng ta thấy, chúng ta tụng những bài kinh từ bi trong trường hợp những người mà người ta đang bị nhập này kia, khi mà lúc bây giờ mình phải hiểu được nữa, không phải tụng kinh đó để mình xua đuổi, mình làm này kia người ta đâu. Thật ra đó chính là mình khởi cái lòng từ và thương tưởng, và cũng như cái những cái lời khuyên bảo người đó hãy từ tâm đối với chúng sanh, đừng có làm hại lẫn nhau vân vân.
đó, thì từ đó người ta nghe được cái quy luật đó, cũng được người ta nghe bắt đầu người ta cảm thấy người ta thay đổi tâm tính, người ta có thể người ta không có đi theo làm phiền dựa dẫm một người này người kia nữa, chứ không phải tụng kinh đưa tới cho mấy sư tụng kinh là mấy sư làm gì để mà trấn áp rồi đuổi xua rồi, không có, không phải vậy đâu. À, toàn là dùng những cái ý nghĩa của pháp, của pháp để làm thay đổi, thay đổi đó. Cho nên chúng ta tu tập á, những thiện pháp nào á, khi mà luyện đến mức thuần thục thiện xảo á, nó cũng có một cái sức mạnh riêng biệt của nó. Cái người mà tu tập mạnh về cái pháp lòng tin đó, thưa quý vị, người đó có sức mạnh về niềm tin, người đó có sức mạnh về niềm tin, bởi vì cái pháp đó người đó luyện nhiều. Người nào có cái pháp tu tập về tinh tấn thì cũng có sức mạnh về tinh tấn, chánh niệm cũng có sức mạnh chánh niệm, rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Mỗi pháp, mỗi thiện pháp đều có cái uy lực nhất định của nó để thoát cái nghịch pháp. Trí tuệ cũng vậy, người mà luyện trí tuệ nhiều, người ta cũng có uy lực của trí tuệ để thoát được nghịch pháp. Rồi đó, cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh đó, Đức Phật ngài trong kinh có ở trong Patisamvida tất cả là dạy mình luyện năm cái pháp này, luyện năm cái pháp này nó sẽ có cái công năng, có uy lực để mà giải trừ những nghịch cảnh nếu mà chúng ta gặp cái chuyện này á. Thưa quý vị, thật ra nói thì nói chứ đôi khi đối với những người mà người ta chưa có lòng tin á thì người ta nghe người ta cũng khó tin lắm, nhưng mà thôi không sao, cái này là tùy thuộc vào mỗi người mà thôi. Ai tin thì mình tu tập theo, mình thực hành, còn ai không tin thì thôi. Cho nên đường sanh tử mà hồn ai nấy giữ đó, cho nên chính vì thế mà đối với sư thì dĩ nhiên sư 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 tin những điều này rồi. Dĩ nhiên sư tin rồi. Rồi bây giờ thì sư xin chấm dứt cái buổi học hôm nay của chúng ta ở đây, vừa phải lễ rồi, còn lại xin mời quý vị làm những việc cần phải làm. Nam mô Bích Thời Gian. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Quy Niệm đã thuyết giảng thế thời pháp của đại đức Phật, kính cho chúng con được nghe, được hiểu thêm. Sư thượng tọa Minh Hạnh đã rời room, con kính thỉnh sư Quy Niệm hồi hướng kính cho đạo tràng, kính kính thỉnh sư. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quang hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật tăng bội, các bậc thầy tổ quan lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước vui thú đạo.